Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi nhận được cái câu hỏi liên quan tới vấn đề về quản trị. Bạn đã có hỏi như thế này đó bạn. Thầy ơi, công ty em quản lý quỹ tiền mặt bằng cách mở tài khoản cá nhân mới cho giám đốc. Và tài khoản đó chỉ dùng để thu chi, cái khoản thu chi bằng tiền mặt của công ty. Rồi các bạn rõ chưa? Thay vì để ở két sắt thì mở tài khoản ở ngân hàng đứng tên giám đốc, rồi rút tiền thanh toán công ty rút về nhập quỹ tiền mặt, thực hiện bằng lệnh chuyển tiền online tài khoản cá nhân giám đốc. Rồi các bạn rõ chỗ này chưa? Nói ngắn gọn lại là quỹ tiền mặt là đang đứng tên tài khoản cá nhân của giám đốc chứ không có để trong két sắt. Rồi các bạn rõ chưa? Như vậy có đúng hay sai? Rồi bây giờ tôi trả lời cho bạn nè, tình huống này hay thực tế xảy ra. Thay vì để tiền mặt trong két sắt thì mình mở một cái tài khoản ngân hàng đứng tên của giám đốc, thì thủ quỹ quản lý cái tài khoản đó là két sắt á. Rồi các bạn rõ chưa? Ok chưa? Đó chính là tài khoản 111 quá, được không? Rồi bây giờ tình huống thứ nhất nè, tình huống thứ nhất nè các bạn. Nếu đây là công ty gia đình, tức là công ty một thành viên hoặc là công ty của vợ và chồng, thì thường thường mà công ty gia đình thì sao các bạn? Luôn luôn làm hệ thống hai sổ đúng không? Đúng không các bạn? Thì đứng vai trò ở thuế thì thuế không quan tâm vấn đề này. Thuế không quan tâm. Bây giờ thuế không quan tâm. Thuế chỉ quan tâm là các bạn hạch toán trong sổ sách có đúng hay không thôi. Rồi được chưa? Như vậy muốn biết tài khoản 112 111, tài khoản quỹ tiền mặt 111 mà đang mở bằng tài khoản cá nhân á, thì ông thuế ông làm sao? Ông thuế ông làm sao các bạn? Đơn giản thôi. Thì ông thuế ông sẽ làm gì? Bằng cách làm sao các bạn? Xem sao kê tài khoản cá nhân của giám đốc. Rồi in cái sao kê tài khoản cá nhân đứng tên giám đốc đi, in 12 tháng đó ra. Rồi được chưa? Mày xem đây nó giống như là khoản tiền mặt thôi. Thì bắt đầu ông thuế ông mới đối chiếu tài khoản này. Ông đối chiếu cái sổ phụ mà tiền gửi ngân hàng đứng tên giám đốc á với lại cái tài khoản 111 mà các bạn ghi. Về mặt nguyên tắc là nó phải khớp nhau. Nếu không khớp là có vấn đề. Bây giờ ông đối chiếu làm sao đây các bạn? Thứ nhất là tiền vào thì ổng sẽ kiểm tra hết bên nợ của mà các bạn hạch toán 111 á, nó có khớp với lại cái sổ mà tiền gửi ngân hàng đứng tên của cá nhân giám đốc hay không, nó khớp hay không, được chưa bạn? Nó có khớp hay không? Khớp hay không là ví dụ như tiền vào tài khoản cá nhân của sếp đó là tiền gì, các bạn hạch toán đúng hay sai, được chưa? Có thể là tiền vào nhưng mà các bạn không xuất hóa đơn thì sao? Đó là một cái vấn đề gọi là các bạn trốn doanh thu. Như vậy là sổ tiền gửi ngân hàng đứng tên cá nhân của sếp nó giống như là một cái quyển sổ mà ngân hàng ghi. Còn bây giờ các bạn làm kế toán trong công ty thì các bạn ghi cái tài khoản đó là 111, thì các bạn xem cái hạch toán bên nợ 111 á với lại cái sổ phụ ngân hàng tiền gửi ngân hàng đứng tên cá nhân của giám đốc mình ghi có đó, hai số liệu nó khớp hay không. Nó khớp là cái thứ nhất rồi, cái thứ hai xem coi cái cách hạch toán có đúng hay không. Ví dụ như là tiền vào tài khoản cá nhân đứng tên giám đốc là khách hàng chuyển tiền nhưng mà các bạn không xuất hóa đơn, điều đó chứng tỏ là các bạn làm sao hạch toán hai sổ, được không? Còn không là tiền vào tài khoản cá nhân của sếp mà các bạn không ghi vào trong sổ sách, tức là các bạn bỏ ngoài sổ sách, được không các bạn? Rồi cái đó là tiền vào. Bây giờ tiền ra thì ông thuế ông muốn kiểm tra là sao? Bên có của 111 trên sổ sách kế toán của bạn á với lại cái sổ mà tiền gửi ngân hàng đứng tên cá nhân của giám đốc á, so sánh ghi bên nợ, được chưa? Tức là ghi tiền giảm với lại bên có 111 số tiền mặt, hai cái này nó khớp với nhau hay không, được không các bạn? Nó khớp nhau hay không là cái thứ nhất. Cái thứ hai xem cách hạch toán có đúng hay không, xem cách hạch toán có đúng hay không, đúng các bạn? Ví dụ như là trên cái sổ phụ ngân hàng đó đứng tên giám đốc á có ghi cái nghiệp vụ làm gì, có ghi cái nghiệp vụ làm gì các bạn? Rút tiền ra
rút tiền gửi ngân hàng đó ra, ổng đi làm việc riêng của ổng mà các bạn hạch toán như thế này. Rồi các bạn rõ ý tôi nói không? Tức là trên sổ phụ ngân hàng mà đứng tên cá nhân của giám đốc á, thì đó là sổ mà đứng tên cá nhân của ổng rồi, ổng muốn làm gì cũng làm đúng không? Mà các bạn ghi có 111, tức là tiền giảm. Ổng lấy ra ổng làm công việc cá nhân. Ổng lấy ra ổng làm công việc cá nhân mà các bạn ghi như thế này. Rồi sau đó các bạn đi vay ngân hàng thì làm sao các bạn? Thì chi phí lãi vay thuế không chấp nhận. Này nó ảnh hưởng tới giao dịch liên kết nữa. Này nó ảnh hưởng tới cái vấn đề gọi là giao dịch liên kết giữa các bên có mối quan hệ liên kết nữa. Được không? Rồi như vậy đứng vai trò của ông thuế là ông thuế ổng chỉ quan tâm tới vấn đề nghĩa vụ về thuế thôi các bạn. Được chưa? Tức là sổ tiền gửi ngân hàng đứng tên cá nhân của giám đốc á, các bạn có ghi vào trong sổ sách của công ty đầy đủ hay không và ghi có đúng hay không, xét về bản chất nghiệp vụ. Được chưa? Khi các bạn ghi rồi nó có ảnh hưởng tới nghĩa vụ về thuế hay không? Đó là đứng khía cạnh ở thuế các bạn. Đứng khía cạnh ở thuế. Được chưa? Đứng ở khía cạnh của thuế là liên quan tới nghĩa vụ thuế phải nộp thôi. Ông thuế ông chỉ quan tâm tới cái đó thôi các bạn. Được chưa? Như vậy nếu mà các bạn có cái sổ phụ ngân hàng đứng tên cá nhân của giám đốc á, mà các bạn không ghi vào trong sổ sách kế toán của công ty á, điều đó nghĩa là các bạn đang bỏ ngoài sổ sách kế toán rất là nhiều. Được không? Thì lúc này nó sẽ bị ấn định thuế theo điều số 14 của nghị định 126 nói về vấn đề ấn định thuế nè. Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ trung thực, chính xác số liệu trên sổ sách để xác định nghĩa vụ thuế. Như vậy là có những nghiệp vụ trên sổ phụ ngân hàng đứng tên cá nhân của giám đốc mà các bạn không ghi vào trong sổ sách kế toán của mình. Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Như vậy được chưa? Như vậy các bạn phải xem kỹ cái điều số 14 của nghị định 126 nói về cái trường hợp mà ấn định thuế. Được không? Như vậy các bạn mà làm sổ hai sổ là các bạn thuộc diện ấn định thuế rồi. Được chưa? Còn trường hợp thứ hai, đây không phải là công ty gia đình mà đây là công ty cổ phần, công ty của những người xa lạ góp vốn với nhau, thì với tình huống này theo quan điểm của các bạn, những thành viên còn lại người ta có đồng ý mở sổ tiền gửi ngân hàng đứng tên cá nhân của giám đốc không? Chắc chắn là không rồi. Tại vì làm sao? Tất cả những người ta mở công ty với mục đích là dùng tiền đúng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Như vậy mở tài khoản đứng tên của giám đốc mà không mất mát tài sản của công ty, quản lý được cái tài khoản đó thì mở cũng bình thường. Được chứ bạn? Để thuận lợi cho quá trình kinh doanh. Nhưng cái bài toán đặt ra là mở tài khoản đứng tên của cá nhân giám đốc đó, thì ổng có được quyền ổng tự động ổng chi hay không? Vì tài khoản đứng tên cá nhân của ổng mà. Đúng chưa? Như vậy là tất cả các thành viên nếu mà đồng ý á, thì trên cơ sở phải quản lý được tài khoản cá nhân đứng tên của giám đốc này. Mọi giao dịch chi tiền ra hoặc là thu tiền vào đều phải có sự kiểm soát. Nếu mà làm được cái vấn đề này để tránh xảy ra thất thoát tài sản của công ty thì làm, còn không thì thôi. Hiểu chưa? Ok không? Nếu đây không phải là công ty gia đình mà đây là công ty của nhiều thành viên góp vốn với nhau thì tôi nghĩ chắc chắn là sẽ không có xảy ra tình huống này được rồi, đúng không? Còn các bạn kêu là thời buổi công nghệ 4.0 để dễ thực hiện, các bạn làm cũng được nhưng phải quản lý được để cho sếp không chiếm dụng tài khoản này để mà làm những cái công việc riêng. Đó là vấn đề quản trị. Được chưa? Rồi, hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quát là khi mà công ty của mình mở một tài khoản tiền gửi ngân hàng đứng tên cá nhân của giám đốc thì sẽ như thế nào, đứng ở vai trò của thuế cũng như là đứng ở vai trò là một nhà đầu tư. Được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt. Các bạn xem kênh, ủng hộ, muốn mà theo dõi kênh của tôi bằng cách lên kênh YouTube bấm từ khóa là Tự Học Kế Toán. Ở dưới nó có Tấn Hải Bùi, các bạn bấm vào. Rồi, các bạn xem những cái video ở dưới nè. Được chưa? Các bạn thấy video hay, hữu ích, ủng hộ kênh của tôi bằng cách nút cảm ơn nè, mua những cái ảnh động ở đây. Được chưa? Rồi, các bạn muốn mà theo dõi kênh của tôi bằng cách nhận những video hàng ngày từ tôi thì các bạn bấm vào nút đăng ký kênh bên góc tay trái á, nó gần cái chữ Tấn Hải Bùi nè.
Và bên cạnh nó có cái chuông đó, các bạn bấm vào để mỗi lần tôi ra video nó hiện lên trên đây nè các bạn. Rồi được chưa? Rồi các bạn muốn ủng hộ sách của tôi bằng cách bấm vào trang sách kế toán.org nè, nó hiện ra tất cả các loại sách ở đây, các bạn có thể tham khảo. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn trong những video tiếp theo nha.